Thì các bạn sau khi mở xong nha. Ở đây nó úp vào nha, úp vào đây nè. Nó có cái ron ha. Và có một cái lò xo. Đó. Xo nó nén nha, nó nén xuống nè. Ồ. Dầu xì đó các bạn. Dầu của anh. Nó có một lượng dầu nhất định trong đây nha các bạn. Cái này như cái bơm nè các bạn. Ha. Để các bạn thấy không? Cái này là cái bơm nha. Còn cái cơ cấu hoạt động như thế nào thì mình không rõ nha các bạn. Cái này nó cũng nhúc nhích nè. Cái này là thực sự là cái này cái bơm nè. Bởi vậy nó có một cái lò xo ha. Nhấn ha. Mình thấy đây nó phì nè. Thì cái cốt này nó ăn thông với cốt này các bạn. Khi mình quay nha. Ồ. Mình nghe dầu nó xịt ra đâu á. Đó. Cái này rất khả thi các bạn. Và chính xác nó là cái bơm à. Chính xác nó là cái bơm ha. Khả năng cái này mình sẽ lấy số lượng về. Mình sẽ lắp một cái động cơ kéo vào đây nha. Nhìn hàng rất chất lượng ha. Hàng rất là chất lượng luôn. Hàng cho máy bay cho nên rất là chất lượng. Các bạn nghe ha. Đó. Thì cái này á, sau khi mình lắp vào cái động cơ kéo á, quay ở một tốc độ nhất định á, ví dụ như vài trăm vòng một phút á, thì mình mới thấy nha, mình mới thấy được. Mình cho dầu vào mình mới thấy được cái nó hoạt động như thế nào. Còn mình quay tay á, cái áp nó không đủ á. Cái này cũng khả năng là một cái van các bạn. À. Các ron còn rất đủ nha, đầy đủ hết các ron. Nó rất là khích á, nó khích ghê luôn á. Ok, mình tháo một cái đang nghiên cứu thôi nha. Nhưng mà khả năng cao cái này mình sẽ lấy một, mình sẽ ôm lô cái này về. Cái này rất là chất lượng ha. Bán cái này xài không biết bao nhiêu năm mới hỏng các bạn. Bơm dầu, bơm nước, bơm gì nha. Chứ không phải bơm nước không được nha. Nếu mà cái này bơm dầu áp cao thì rất là ngon nha. Bơm dầu áp cao rất là ngon cho những cái hệ thống thủy lực á. Ok, khách nào cần thì báo nha. Nhưng mà tạm thời mình sẽ ôm số lượng cái này. Sau đó mình sẽ tính tiếp.